Tuy ở Mỹ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long có một khu vườn đậm chất miền Tây, nam nghệ sĩ có cuộc sống khá giản dị, khi không khác gì ở Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, vốn nổi danh trong lĩnh vực cải lương ở cả trong nước và thị trường hải ngoại, hiện tại nam nghệ sĩ ưu tú đã quyết định định cư ở Mỹ và cùng vợ con trai. Tuy nhiên, sống ở xứ cờ hoa, nhưng cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long lại khiến nhiều người bất ngờ khi tạo cho mình lối sống vườn hay chính trong sân nhà của mình. Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long vô cùng gắn bó với cuộc sống miệt vườn và miền Tây. Chính lý do này đã khiến nam nghệ sĩ tự tạo cho mình một mảnh vườn sống hiện ở quê nhà, như ở trên đất Mỹ. Mới đây, nam nghệ sĩ đã chia sẻ clip hé lộ khu vườn của mình tại Mỹ qua kênh YouTube cá nhân của mình. Nam nghệ sĩ gốc miền Tây chia sẻ, ở Mỹ không có cảnh nhà thôn dã, nhưng ngắm khu vườn cũng thấy khuây khỏa. Khu vườn của Kim Tiểu Long gây bất ngờ khi có nhiều loại cây ăn trái Việt Nam như ổi, nhãn, thanh long, tàu. Thêm vào đó, Kim Tiểu Long còn dành một khoảng sân để nuôi 3 chú vịt. Ở đây nam nghệ sĩ hàng ngày chăm sóc, cho ăn, tắm rửa và trò chuyện cùng bầy vịt. Cuộc sống của tôi ở Mỹ là vậy, nuôi 3 con vịt này thì thoảng ra ngắm trời ôm cùng cho vui. Coi như niềm vui nhỏ nhỏ, tôi nuôi vịt làm niềm vui cho cả con trai của mình nữa. Từ lúc nuôi 3 con vịt này, tôi được thoát tâm, sống nhẹ nhàng, chỉ ăn rau củ, không sát sinh, không ăn thịt, nam nghệ sĩ chia sẻ. Cuộc sống bình yên, luôn hướng về Việt Nam của nam nghệ sĩ cải lương trên đất Mỹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.